Hi, xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên cho phép mình được cảm ơn mọi người đã theo dõi và đăng ký kênh của mình trong thời gian qua. Thì cũng đã dịp cuối năm 2020 rồi, thì đầu năm 2021 mình xin chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và thật nhiều may mắn trong công việc cũng như học tập. Và hãy nhớ đăng ký và xem tất cả các video tiếp theo của mình trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn mọi người. Bye bye.